Dạ vâng, xin thân chào các bạn. Đây là khoa học gia Ái Hành Trần. Thì hôm nay được chia sẻ với các bạn về một cái đề tài về sức khỏe là bệnh loãng xương hay là bệnh mục xương đó. Thì cái sản phẩm hỗ trợ là gì các bạn nhá? Nhá. Vâng, thì các bạn biết rằng á là nói về xương đi nhá, một tí. Thì xương là một cái mục mô sống và nó đang phát triển và có chứa các mạch máu và dây thần kinh các bạn. Nhá, thì nó được làm chủ yếu từ collagen, là một cái loại protein cung cấp, protein là chất đạm đó, cung cấp khung mềm cho xương, và đồng thời nó có calci phosphate là cái khoáng chất bổ sung sức mạnh và làm cho cứng khung của xương nhá. Thì nhiều hơn 99% canxi của cơ thể được chứa trong xương và răng, còn 1% còn lại được tìm thấy trong tế bào và trong máu và các chất lỏng khác của cơ thể. Thì nếu mà để cho xương khỏe mạnh bình thường á, là một cái sự rất là quan trọng để duy trì sức khỏe chung của cơ thể con người chúng ta các bạn. Nó quan trọng đến như vậy ha. Thì xương khỏe mạnh á, thì cho phép con người được tận hưởng nhiều hoạt động trong cuộc sống. Vâng. Thì để có sức khỏe xương phù hợp, điều quan trọng là phải tiêu thụ đủ canxi. Thì trong thời thơ ấu đó, chúng ta có thể hấp thụ đến 75% canxi mà chúng ta tiêu thụ. Nhưng mà khi tăng trưởng đó, thì tỷ lệ mình tăng trưởng, mình già dần đi đó, thì cái tỷ lệ hấp thụ canxi của mình nó chậm lại. Thì chẳng hạn như là trong thanh thiếu niên đó, cái sự hấp thụ là 20-40% cái lượng ăn vào, mà cái lượng mà canxi mà họ ăn vào. Còn trong khi người lớn như chúng mình đó, thì chỉ hấp thụ trung bình khoảng 15% mà thôi. Cũng thế đối với phụ nữ, thì theo như cái sự khảo sát lượng thực phẩm của USDA là cơ quan thực phẩm Hoa Kỳ đó, thì hầu hết phụ nữ chỉ tiêu thụ lượng canxi bằng một nửa so với cái sự đề nghị của họ, thì nó trầm trọng đến như vậy các bạn nhá. Đa số chúng ta là không ăn, phụ nữ không có ăn đủ canxi để giữ cho mình cứng xương các bạn nhá. Thì bây giờ mình sẽ xin chia sẻ cái bài nói chuyện của mình bằng PowerPoint để quý vị có thể hiểu rõ hơn. Vâng. Rồi các bạn ơi, thì nếu mà hôm nay các bạn nào mà vô tình tìm được cái bài này của mình, thì đây là cái cách là liên lạc với mình nếu có còn câu hỏi cách mua như thế nào, làm sao để có thể mua để có sản phẩm hỗ trợ các bạn nhé. Còn nếu mà các bạn nhận được cái bài này từ một người khác, thì các bạn cứ hỏi thẳng cái bạn đó cách mua, không sao hết. Vâng, rồi bây giờ thì cái câu này nó nói rằng của công ty Farm, đây là sản phẩm Bone Formula. Bone là xương, Formula là công thức, thì là của công ty Pharmanex New Skin mà mình đang đại diện các bạn. Thì Bone Formula là xương rất là quan trọng, hãy săn sóc xương một cách chủ động. Cái câu này là ý là như vậy. Thì các bạn có biết rằng đó là khoáng chất cần thiết để cho cấu trúc xương của mình, nhưng mà cơ thể của mình lại không tự sản xuất cái chúng được, tức là không sản xuất những cái khoáng chất để mà tạo ra cái cấu trúc xương cho mình. Cái đó là cái sự mà quan trọng mà mình cần phải biết, không? Do đó có cái công thức xương là Bone Formula là đặc biệt được thiết kế để hỗn hợp, nó là một cái hỗn hợp dinh dưỡng cung cấp ba bước tiếp cận với xương khỏe mạnh các bạn. Và cái thứ nhất, cái ba cái ích lợi đó là hỗ trợ hình thành cho xương của mình. Cái thứ hai là cải thiện sự hấp thụ canxi, và cái thứ ba là giúp ức chế xương bị mất cho mà để cho giúp ức chế xương bị mất chất khoáng đó, ha? Tức là để hỗ giúp cho xương đừng có bị mất chất khoáng để làm loãng xương và làm mềm xương đó các bạn, là mục xương đó, là như vậy ạ. Nha. Thì Bone Formula là cung cấp các nguồn mới về canxi và vitamin K để tăng cường hấp thụ và bổ sung cho xương các bạn nhá. Thì cái nguồn canxi và vitamin K đó để tăng cường lợi ích không có trong các sản phẩm tốt cho xương khác, tức là sản phẩm khác á, thì không, thường thường không có canxi và K. Và các thành phần này là cũng đã được chứng minh là hỗ trợ khớp và sức khỏe tim mạch các bạn. Thì công thức Bone Formula này rất là tiên tiến, dựa vào các nghiên cứu hiện tại với cái mức độ dinh dưỡng hỗ trợ xương đã được chứng minh lâm sàng. Công ty Pharmanex New Skin không bao giờ cho ra phản liệu sản phẩm ra thị trường mà không có chứng minh lâm sàng trước các bạn ha. Thì đó là một trong cái 6 tiêu chuẩn điều khiển chất lượng rất cao cấp chỉ có công ty Pharmanex New Skin độc quyền và trên thế giới mà thôi các bạn nhá. Và với cái 6 tiêu chuẩn điều khiển chất lượng cao cấp, do đó một trong cái 6 cái tiêu chuẩn điều khiển chất lượng của công ty Pharmanex New Skin đó, là tất cả các sản phẩm đều được có chứng minh lâm sàng thì mới cho ra thị trường. Và ngoài ra ba cái điều kiện khác nữa là trong sạch tinh khiết,
tại vì cái thành phần đã được lựa chọn và do đó cái môi trường trồng trọt được cái chất được lựa ra một cách trong sạch và tinh khiết, và vì trong sạch tinh khiết cho nên nó an toàn cho cơ thể, mình có thể dùng suốt đời mà cái lục phủ ngũ tạng của mình không có bị hại và được minh chứng nha, và được minh chứng. Thì các bạn có thể minh chứng là có những người mà bị xương loãng chẳng hạn, thì sau một thời gian dùng thì có thể đi bác sĩ tái khám lại và sẽ thấy xương chắc ra hơn nha. Mình là minh chứng sống. Vâng, dạ. Yeah. Thì công thức xương cung cấp cho 500 mg calci cộng với 400 international unit của vitamin D mỗi liều hàng ngày các bạn nhé. Thì bạn có biết rằng đó, phụ nữ đó sau khi mãn kinh đó, là những người, và đặc biệt là những người không có dung nạp lacto, là những người không có uống sữa đó ha, thì hoặc là những người ăn chay trường đó, có nguy cơ rất là cao mà không có đủ lượng canxi cho chính họ. Thì so với trẻ em từ 6 đến 12 tuổi đó, thanh thiếu niên 13 tuổi đến 17 tuổi tiêu thụ nhiều soda hơn sữa, tức là dưới 12 tuổi thì các em bé còn dùng sữa, nhưng mà từ bắt đầu 13 tuổi trở lên đó, thì người ta có khuynh hướng dùng soda nhiều hơn sữa, và đó là cái lý do mà mình bị loãng xương nha. Và nhiều người lớn bị nguy cơ, nhiều người lớn lắm là bị nguy cơ cao là bị loãng xương nha. Thì cái chi phí mà chăm sóc sức khỏe cho các tình trạng liên quan đến xương vượt quá 30 tỷ đô la mỗi năm. Đây là nói ở Mỹ các bạn. Lấy nhiên Việt Nam mình nghĩ là có thể cao hơn, tại vì người Việt Nam mình không uống sữa nhiều bằng người Mỹ các bạn. Thì hầu hết các phụ nữ đạt được khối xương cao nhất. Mình bị cái đoạn này nó bị mất đi. Rồi, thì các bạn đọc lại cái phần còn lại cho mình nhé, tại mình không có thấy cái chữ còn lại cái bài này. Thì bây giờ nói lại cái bone formula đó. Thì bone formula kết hợp ba nguồn calci tuyệt vời các bạn. Thì là lithothamine, calci malate và calci ascorbate các bạn. Thì lithothamine là một cái nguồn calci thú vị mới mà có nguồn gốc từ rong biển khoáng hóa. Cái đấy là cái mà mình thích nha, tại vì thực vật. Thì trong suốt cuộc đời của cái chất lithothamine này á, thì là theo chu kỳ đó, là một cái loại rong biển độc đáo hấp thụ chất dinh dưỡng từ trong vùng biển Đại Tây Dương lạnh, không ô nhiễm và giàu khoáng chất. Thì cái nguồn khoáng chất thực vật tự nhiên này chứa cái hàm lượng quan trọng của các chất dinh dưỡng quan trọng của xương như là calci và magie các bạn nhé. Thì cái chất calci thứ hai và thứ ba đó là calci malate và calci ascorbate, thì cung cấp các cái nguồn bổ sung canxi có sẵn trong sinh học và cách ăn uống tốt của mình. Thì canxi bổ sung có thể thúc đẩy cái sự hình thành xương khỏe mạnh trong cái tuổi thanh niên của mình và hỗ trợ toàn vẹn của cái hệ thống xương khỏe mạnh cho mình khi mình về già các bạn nhá. Ok, thì ngoài ra đó, cái vai trò của vitamin K2 trong cái bone formula mà của công ty Pharmanex New Skin đó, là cho thấy những cái lợi ích về sức khỏe của xương tiếp tục tăng lên các bạn nhá. Và cái đồng thời trong cái bone formula này nó cũng có vitamin D, hay là tiếng Việt là vitamin D luôn. Bổ sung để duy trì sức khỏe xương bình thường và chuyển hóa canxi cho mình. Ngoài ra trong cái chai bone formula này còn có magie, thì nó liên quan đến cái điều hòa cái vận chuyển và chuyển hóa canxi, và như vậy đảm nhận cái vai trò then chốt trong cái quá trình tạo xương cho cơ thể của chúng ta các bạn. Thì đến đây là cái bài PowerPoint của mình ở đây là chấm dứt, và cảm ơn các bạn nào mà theo dõi cho tới cuối bài này của mình, và xin hẹn gặp lại các bạn trong một bài nói chuyện sau. Xin chào.